Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube của Nhật Quang Trường. Vâng, hôm nay là chủ nhật ngày mùng 7 tháng 11. Hôm nay em sẽ lên cho các bác đó là một chiếc lồi Toshiba cao tần áp suất hút chân không. Nó có mã là JC10 gạch JC gạch ngang 10 VSL nhé. Đó. Chiếc này thì nó là màu dạng màu xanh đen nhé các bác nhé, màu xanh đen rất là đẹp luôn. Màu cực kỳ là lạ. Chiếc này đời 2020. Xin lỗi các bác. Chiếc này đời 2020, đời rất gần đây thôi. Và cái mọi cái tính năng cũng như là chức năng trong đây nó đã có sự điều chỉnh khác hoàn toàn so với những đời 2016, 17 nhá. Đó, thì chiếc này cực kỳ là đẹp. Chiếc này là tối qua hàng bắt đầu mới về. Thì hôm ngày hôm nay em like cho các bác đây. Thì hàng này em đặt mua tại tại Nhật về nhá. Đó. Chiếc này là lồi 1 lít. Nồi 1 lít nấu cho gia đình từ tầm 3 đến 5 người ăn, cao tần áp suất hút chân không. Và cái hút chân không thì nó cũng sẽ có sự cải tiến là cái lỗ hút nó sẽ thiết kế nhỏ hơn một chút. Đó, cái lỗ xả hơi này, đây đây. Lỗ xả khí đây. Và nó sẽ hút từ bên trong. À, có khả năng là nhiều bác còn chưa hiểu rõ về công nghệ hút chân không của lồi Toshiba. Đối lồi Toshiba này thì nó hút chân không là sao? Trước khi nấu nó sẽ hút hết không khí trong lồi này là để làm sao để cho cái nước nó sẽ được ngấm và thẩm thấu vào gạo. Đấy, nó sẽ ngâm gạo trong một quãng thời gian nhất định và sau đó nó sẽ nấu để gạo sẽ được chín ngon nhất. Và cái thứ hai nữa đó là khi mà các bác để ở chế độ ủ cơm thì nó cũng sẽ hút bớt cái lượng không khí trong lồi cơm của mình để làm sao cái thời gian bảo quản cơm của mình sẽ được lâu. Như nhà sản xuất đã công bố thì là cái nồi Toshiba cao tần áp suất hút chân không này thì cái thời gian ủ cơm các bác có thể để được đến 48 tiếng nhé. Chiếc này là sản xuất năm 2020 còn rất là đẹp luôn các bạn. Đấy. Đây sẽ để cho các bác xem. Son rất là bóng đẹp luôn. Đó. Treo lồi 1 lít nhé. Đây sẽ để tặng con một bên. Đây. Con này viền inox nhé. Đây các bác nhìn bên trong này. Đó, đẹp như mới luôn. Và chiếc này em bán với giá nó là 5 triệu 500 nghìn đồng nhé. Còn bác thợ nào lấy thì em sẽ để theo cái giá không bảo hành. Giá thợ đó là 5 triệu 250 nghìn. Còn giá bảo hành cho bác 6 tháng đó là 5 triệu 500 nghìn. Còn rất là đẹp luôn. Giòn này, các bác sẽ nhìn giòn nhé. Em sẽ để cho nó sát nét một chút đi. Rồi ok, như này các bác sẽ nhìn rõ hơn một chút này. Đó. Giòn rất là đẹp này. Áp suất bi nhá, áp suất bi. Và một chiếc nồi ít nấu thì các bác sẽ để ý này. Từ bên trong này. Giòn còn rất là đẹp này. Và đây, đây chính là năm sản xuất của nó, 2020. Ok, nồi 1 lít cao tần áp suất hút chân không. Ngoại hình con này thì siêu đẹp luôn các bạn. Ngoại hình chiếc này thì cực kỳ là đẹp. Lồi Toshiba có chế độ nấu cơm cháy, chế độ Ecolavi tiết kiệm điện. Có nhé. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 chế độ nấu ạ gạo khác nhau và khoảng hơn chục chế độ nấu khác nhau cho từng loại gạo. Đó, lồi rất là đa năng. Chiếc lồi cực kỳ là đẹp. Đó, thì cái giá bán em đưa ra đó là giá 5 triệu 500 nghìn đồng bảo hành trong vòng 6 tháng. Đó, còn bác thợ nếu mà thích lấy giá thợ thì nó là 5 triệu 250 nghìn đồng đấy nhá. Và ngay sau đây sẽ cắm điện test luôn cho các bác xem. Thì chiếc nồi này là hàng nội địa Nhật, sử dụng điện 100V. Đó. Công suất của nó là 1250W nên các bác sẽ sử dụng một bộ đổi nguồn khoảng tầm 2 kVA để nấu cho nó một cách thoải mái nhất. Đó. Nó có rất là nhiều chế độ. Đây là đèn hút chân không này. Đó, đèn hút chân không màu xanh đã hoạt động nhé.
bắt đầu bơm năng hoạt động hút chân không. Đầu tiên chế độ chọn gạo, bấm lần nữa chế độ chọn lấu. Đó. Nấu tiết kiệm điện này. 50 này, 50 phút này. Đấy, và rất nhiều các chế độ ăn hay là các chế độ nấu ăn này, chế độ lên men này, chế độ nướng bánh này. Dường như là các lồi Nhật ấy, người ta tích hợp rất là nhiều các chức năng vào trong những chiếc lồi này. Và dường như các bác có thể là sử dụng được rất là nhiều để chế biến nhiều món ăn khác nhau. Đấy, ngoài việc nấu cơm ra thì nhiều bác có hỏi em là lồi áp suất có phải để hầm linh xương chứ không phải đâu nha các bác nhá. Các bác nấu cơm, nấu gạo hay những loại gạo cứng này hay những loại gạo lứt thì các bác cần áp suất để làm sao mà cho cái hạt gạo nó được chín mềm nhất nhá. Đấy, xoong rất là dày, xoong đẹp, xoong gân. Lồi 1 lít viền inox này, gioăng còn như mới, chiếc màu này rất là đặc sắc này. Màu này khá là hiếm mà em đã từng tìm mà gặp được. Đó, lồi Toshiba. Trên này là vân óng ánh nhá, vân óng ánh siêu đẹp luôn. Và chế độ ủ cơm này. Đây là gọi là chế độ giữ nhiệt này. Và chế độ hâm này, hâm cho vòng 9 phút. Đó. Thì trong video ngày hôm nay thì em đã giới thiệu đến tất cả các bác đó là một chiếc lồi Toshiba cao tần áp suất hút chân không. Chiếc này là lồi 1 lít, dung tích 1 lít, nấu được 1 cân gạo cho gia đình từ tầm 3 đến 5 người ăn. Thì về chiếc nồi này, về tổng quan thì em đánh giá nó được trên 98% nhé. Cái này thì dường như nó còn rất là đẹp. Một thiếu mỗi cái là nó còn thiếu hộp xốp của nhà sản xuất thôi. Đấy, còn dường như của nó còn cực kỳ là đẹp luôn. Nó có mã là RC-10VSL nhé. Chiếc lồi cực kỳ là đẹp. Em nghĩ rằng là trong cái quãng thời gian mà làm về hàng nội địa Nhật này thì em cảm thấy nó là ưng ý nhất là chiếc nồi này. Và cái mức độ giá thì em đưa ra là so với một chiếc lồi gọi là siêu lướt gần như mới như này thì so với giá mới của nó là nó đã rẻ hơn được đi trên 50% rồi. Nên các bác yên tâm sử dụng đối với một chiếc lồi Toshiba. Còn về dòng lồi này thì về chất lượng cơm thì nó khỏi bàn rồi các bạn. Nó nấu cơm cực kỳ là ngon. Cực kỳ là ngon luôn các bác nhé. Cơm rất là dẻo và mềm. Đó, còn bác nào mà nấu loại gạo thơm mà ngon nữa thì đảm bảo là nhức mũi hàng làng xóm ngay. Đó. Rồi, trong video ngày hôm nay thì em đã giới thiệu đến tất cả các bác đó là một chiếc lồi Toshiba cao tần áp suất hút chân không. Bác nào đang có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em ở Kim Thành, Hải Dương, hoặc các bác có thể là qua trực tiếp cửa hàng em mà để xem và cũng như là test trực tiếp hàng nhé. Hoặc em có thể là ship COD toàn quốc. Đấy, COD toàn quốc đến nơi các bác nhận hàng kiểm tra và thanh toán. Vậy em ship qua cọc nha, cọc cho em ít nhất là 200.000. Đó. Rồi ok. Các bác nào đang xem video thì hãy cho em một like cũng như một chia sẻ để giới thiệu đến tất cả mọi người về hàng nội địa. Đấy, về nồi cơm của hàng Nhật nha các bác nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được video mới nhất của em nhé. Khi em up video lên thì nó sẽ có thông báo về cho các bác để xem một cách sớm nhất. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi ạ.